Ừ, xin sư giải thích cho con pháp tác thành đại nguyện của một vị tìm cầu giác ngộ là gì ừ, pháp tác thành đại nguyện mình nghe nó có vẻ nó cao siêu ấy nhưng mà nó chỉ đơn giản là cái gì nói theo cái kiểu thuần việt bây giờ đó là cái phương pháp làm cho cái mong muốn giác ngộ giải thoát của cái vị mong cầu giải thoát đó là gì ừ. phương pháp gì giúp cho một vị tìm cầu giác ngộ đạt được mục đích đó là pháp tác thành đại nguyện đơn giản như vậy thôi và cái phương pháp thì um, nói theo cái kiểu um, ngôn ngữ chuyên môn ấy thì nó là các cái uh, ba la mật ba la mật là gì tức là lưu ý dùm sư tất cả những thiện pháp có mục đích hướng đến giác ngộ giải thoát thì đó được gọi là ba la mật cái ba la mật nó không giới hạn ở con số 6, con số 10 hay con số 30. Nhớ dùm, sở dĩ mà nó có giới hạn như vậy bởi vì các vị kết tập đã tổng hợp lại các câu chuyện tiền thân mà các vị đó có khả năng tổng hợp. Và từ những cái sự tổng hợp đó, các vị đó suy ra là có bấy nhiêu đó những cái thiện pháp mà một vị tìm cầu giác ngộ đã làm. Nhưng mà nhớ dùm cho chuyện này, Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật của chúng ta khi Ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, Ngài đã thực hành 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Tôi hỏi quý vị đó, Ngài đã luân hồi vô số kiếp. Rồi bấy nhiêu những câu chuyện đó quý vị, đếm cơ quý vị cộng lại coi được bao nhiêu câu chuyện. À, do cái những cái con số đó là có hạn, cho nên cái sự tổng hợp nó cũng có hạn. Thành ra đó, con số 6, con số 10, con số 30, nó chỉ là một cái khái niệm thôi thực tế đó cái phương pháp để mà mình gọi là ba la mật ấy đó là tất cả các thiện pháp nhằm mục đích hướng đến giác ngộ giải thoát bản thân nó không có một con số nha không có không có giới hạn bởi những con số à, và cái phương pháp đó là gì nó đi từ thấp đến cao từ thấp đến cao là sao? Nó đi từ các thiện pháp của dục giới Đến sắc giới Vô sắc giới và siêu thế à, Có những pháp thiện của dục giới Ví dụ như Bố thí Giữ giới Cung kính à, Phục vụ à, Hồi hướng à, Tùy hỷ Nghe pháp Thuyết pháp Sửa sang truy kiến cho đúng À đó là những cái pháp thiện của dục giới. Nhưng mà đối với à, còn những cái pháp thiện cao hơn, cao hơn dục giới nữa đó là gì? Đó là sắc giới. Những cái thiền pháp của sắc giới đó là gì? Tu sơ thiền, tu chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi còn những cái pháp thiện cao hơn nữa. Đó là gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ngoài ra còn có pháp siêu thế, pháp thiện siêu thế đó là gì? tứ niệm xứ. Ừ. À, thành ra đó là chúng ta thực hành tất cả các thiện pháp đi từ thấp đến cao, hoặc là chúng ta thực hành trực tiếp cái pháp thiện siêu thế đó là thực hành tứ niệm xứ. tứ niệm xứ do là pháp siêu thế cho nên à, nó không cần phải đi theo thứ tự. quý vị còn ở dục giới vẫn có thể thực hành tứ niệm xứ. À, lên cõi trời vẫn có thể thực hành Tứ niệm xứ lên làm Phạm Thiên vẫn có thể thực hành Tứ niệm xứ ừ. thì đó là cái phương pháp giúp cho cái nguyện giác ngộ của một chúng sanh tìm cầu giác ngộ được thành tựu thì mình gọi đó là pháp tác thành đại nguyện còn nhiều vị có thể các vị đó định nghĩa uh, này nọ kia đưa ra những phương pháp này nọ kia nhưng mà nhớ dùm nó không thể tách rời ra khỏi cái nguyên lý này ha à. rồi ờ à, thì um, bây giờ thì nó cũng đến giờ rồi